lên. Đù. Ghê trời. Võ công cao cường mày ơi. Chưa mà. Cho phút lên đi. Họ mày đi quài không được game mày. Cho cái lao này. Vậy nữa mày, phút tỏ mày. Trần trên đôi cánh tay, hòa đời em trong phút giây. Ê, lên mày, cho cái lao nữa, cho cái lao nữa. Ok, ok, cái okay, lao okay. Nữa. Má, hồi đó trúng là nó ỉa quần chúng của tao luôn. Trúng cái là... Trúng cái ỉa nữa. Nope. Trời ơi. Gì vậy? Kiểu tao đánh hay quá, tao tiếc. Ê con Rai luôn mày. Tao đây nè, nó mà đi thì tao đi mà. Ê, tao ra luôn nè, tao ra luôn nè. Dù con Rai, con Rai chơi được nè mày. Rồi, tao đây. Rồi. Nó canh thả cho tao ra tao lè, nhưng mà mình quýnh được. Mình giết con này trước nè. Xong quýnh Lee Sin nha, Lee Sin hai bồ. Rồi. Tao lát nó chai quy cho con kia. Rồi, cảm ơn. Rồi theo. Chúc anh thua một. Theo đồ hết lát rồi đó. Đi ngủ mai đi làm mặt cười. Thôi bỏ mày. Theo. Nè. Chai quy rồi đó. Có e cho mày nè. Yeah. Vô đi. Ok. Ăn đi, ăn đi. Ok. Ôi, boss mình ăn sứ giả kìa. Gì boss mình đang sứ giả là gì? Anh cua mày, anh cua mày. Đang bị ngáo thì mất. Nếu mà không nói gì được á thì cứ tiếp tục là đổ sai lệnh Duy Khánh đi nghe chưa. Thế ra mít liền rồi nha. Rồi. Ê kìa, phá nó về. Thôi phải là chết rồi đó. Nè, tao chuẩn bị hoành lại. Rồi, tao đang đợi đây nha, chưa thấy đâu. Ga. Lên nè. Chim kia về vẫn có tao đang rồi, nè. Sao trắng số phụ thế. Rồi, cứ lùi, tao giết được phải. Má, bất lát rồi. Ui. Chó, tròn. À. Đúng tròn luôn á, ông đổ sai lệnh Duy Khánh nè. Dưới luôn rồi mày. Đang xuống rồi. Úi, con Thét nó kéo chúng con đi kìa, ui, Thét nó hất ổng thế. À, tao mất đúp rồi, không có gì đâu. Úi. Con Rai xuống kìa. Thôi, phá con mắt. Vô cướp rừng nè. Ở đây trước mày, À, tao nè. Từ nha. Tao đi đường này. Đi ra tao chạy qua nè. Con bài thấy mày rồi kìa. Còn con Rai đấy, con Rai như về tới sao mày, con Rai giờ chưa được. Không. Ngon. Đi ăn mà. Chim với rồng kìa. Ăn rồng để lẹ nó đi reset rồng mày. Tao đéo e đúp được đâu. Con Pai là muốn ra tao nha, con Pai đang đúp bụi, đang dình tao đấy, tao qua chỗ con Pai nữa. Nè, thấy không? Nó có đồ e cho mày nè. Ới, sao lát. Rồi, dính đai nè, Rồi, tới. Tao lát tao chạy trước cái đó. Tao bắt tao ui, hết thôi. Ê, vậy rồi bạn ơi. Đang rồi anh em ơi, vừa mua mây dai. Trời ơi. Không ổn rồi. Điểm đông người ta. Chỉ là phát đến mình không được ra cho thằng kia là biết. Thằng kia là biết làm team nó ở lại. Chứ không còn team nó về rồi. Mày lên dam đi Levi. Lát tao lên cái lương hương tao lên đồ cho mày chọi. Chọi lên Gitty Gold á. Má chọi. Mày lên 100% chí mạng với 3 tia đỉnh. 100% 3 tia. Ừ. Thì giờ tao bán đồ đi nha. Kỳ bọn ta bán đi chắc đủ với cuồng cung đó. Được. Lên cuồng cung trước đi. Được nha. Lát phóng lần ra 3 cái tâm. Ủa, tao đi cùng ngu tao quy cái ra 3 cái lao mà đúng không? Né sao trời. Ủa mà thiệt mà, bữa tao lên mà. Quái mày nè. Không kịp rồi. Rễ nó, tao rồi quy cho rễ nè, kê. Góc kìa. Tâm tâm mê. Tao cover mày nè. Bên mít nè. Người ta ăn hết mục tiêu mẹ rồi. Có con rồng mày, rồng có sứ giả chứ nhiêu.
Ôi muốn vô mày. Này. Ờ, team mình cái đéo như vậy. Ủa bên kia đéo có trụ hả? Coi Lucian. Mình ra mày heal cho nó coi, mình nhìn Lucian kìa. Má, nó đi ngang cái trụ. Má, cuộc đời tao từ lúc tao mua cái mề chai là tao xuống hẳn luôn đó mày. Thằng Lucian đi ngang cái trụ luôn kìa. Ờ, bảo đảm là thằng này đang ngồi nói chuyện mình bên kia luôn. Hứa luôn. À, không thôi là trong game đang bàn luận cái gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Các bên game đang họp. Họp hành đường. Lên thằng Lee Sin, tao lên thằng Lee Sin, lên được không mày? Ba anh lên rồi nè. À, đang lên nè. Ê, góc rồi, góc rồi. Ê, cứu tao. Tao mất lát nữa nha, tao bị kẹt trong này vĩnh viễn forever ever đó. Forever ever. Xong rồi luôn. À. Ui. Ui. Ừ, không sao, gỡ được hai sách. Gỡ được hai nhẫn nha. Ê, gì vậy? Gì mày? Thét kìa. Ui mẹ. Là sao mày? Mày không thấy thét hả? Thét là sao? Em thấy nó quy lên cho em à? Đà, mấy cái đấy chỉ có người có tầm nhìn của huấn luyện viên nhìn thấy mày. Wow. Thật ra đi mid nhưng Levi sướng lắm, nó nhường vào luôn mid à. Rồi còn cái không nhường hả? Hay là Di Jin? Tao giờ cái heal thảo nhiều hơn. Ui cái gì đấy? Đó, bây giờ cái heal nào nhiều hơn. Ui, bất cứ đại được chém tao phát 250 máu, 264 máu. Hiểu à, trời ơi, trời cũng gai thần. Nhìn đồ gai kìa. Sao, chỉ cào chết à. Nó đi không phép à. Ôi ôi, cái gì vậy? À, ghê thiệt. Khan Vĩnh Hưng. Chơi đơm đúng không? Gì vậy? Thét làm gì vậy? Ui bên này có người mà bên này nó con thét con này nó quy đao, nó quy đao rồi. Tao mày tăng này. Đây tao sau lưng mày nè. Cứu mày nè. Cứu mày được, cứu mày được, hứa. Thật cái lòng, thật cái lòng. À. Và đấy là chó. Lấy hướng ở một tên chơi. Phải đâu có nhấn lòng đâu. Phải đây chưa mình bỏ tay ra nè. Mình kiểu đang giang hai tay ra như kiểu Titanic ấy mọi người nhớ. Kiểu biết cái phim tiên ấy không? Không. Anh hứa anh không đẩy em xuống á. Là tao đứng sau lưng mày đúng không? Tao nhấp nhấp luôn. Sâu tự. Hay. Đó, đây. Tao nói mày pha này chắc chắn là mày sẽ sống. Hứa không. Chắc chắn là mày sẽ sống. Đó, ok chưa? Ok. Hứa với anh Cường mà, chỉ có hứa một lần thôi. Người ta còn gọi là Cường một lần. Nó giận quá giận rồi, xuống với Yasuo luôn. Ê lên lại con bay kìa. Cho nó cái nào. Ê. Ui. Nó đơm bên Cường. Ê con Yasuo vô chưa được á. Ê nó tàng hình kìa. Hiểu tao. 50.000. Ok luôn. 10 năm nữa trả. Chưa kịp nói hết là mày heal rồi. Vậy không tính nha. Không sao, cứ 10 năm nữa trả thôi. Đâu nhưng mà tao chưa chốt là heal mà. Tao đợi được mà. Nhưng mà tao chưa chốt là nhận heal mà, tao chưa đưa được thêm điều kiện mà. Bây giờ heal lại cái nữa 20 năm mới trả nha. Trời ơi, ngay đây mình biến mất luôn. Úi giời, khát tiếng bot kìa, bot kìa. Hay mid luôn. Mid. Bắn bài cho nó. Nó tự nhiên Lee Sin mà thôi end game. Tao tăng cái chủ dưới chưa? Có hiểu được cho tao không? Có. 25 nè. Đéo nha. Có tiền mới trả.
Úi. Đâm tao. Cường một lần.